Nói mấy cho góp mấy cái dễ gì. Hình như là nó chưa có ngay á. Hình như là nó chưa có ngay á. Về bên em nhiều quá, qua bên đây nó chưa có, hình như ra ngoài á, ra ngoài tí á. Em coi thử có phải không, hình như tôi nhìn nó là vậy á, không biết phải không. Tôi tưởng đâu em bắt ngáy là nè thôi. Không có muốn, ý là ngay chỗ giữa ở đó. Nó ngay à, ý là nó ngay với em là kè kè. Đó, đó phải đúng không? Tại vì hồi nãy tôi thấy nó xé, tôi không không rành mà tôi thấy nó xé. Gracias.